để anh em ngủ ít mà vẫn không mệt giả sử phải làm việc đến 1 giờ sáng mà phải thức dậy lúc 6 giờ thì làm sao để giữ được sự tỉnh táo vào hôm sau mà không nhờ đến chất kích thích nào Ngủ ít mà không mệt là một bài toán hóc búa cho cả sinh viên đại học lẫn người đi làm muốn giải được nó chúng ta trước hết cần phải hiểu bản chất của giấc ngủ, bản chất của giấc ngủ theo NINDS Giấc ngủ của chúng ta đi từ nông đến sâu, từ lúc vừa nhắm mắt cho đến khi chìm vào trạng thái ngủ sâu là giai đoạn non rầm, chiếm 3 phần tư thời gian ngủ, sau non rầm sẽ là một giai đoạn ngủ rất sâu. Kèm theo hiện tượng mơ, sóng não bộ lúc này gần giống như khi thức khiến mắt hoạt động liên hồi như đang chứng kiến một sự kiện diễn ra thật. Đó là lý do mà giai đoạn này gọi là REM, Rapid Eye Movement, tức chuyển động mắt nhanh, chiếm một phần tư thời gian ngủ, cả hai giai đoạn non rầm và REM hợp lại thành một chu kỳ giấc ngủ, Sleep Cycle. Kéo dài trung bình 90 phút, và mỗi đêm, trung bình chúng ta có từ 4 đến 6 chu kỳ giấc ngủ, có thể thấy, giấc ngủ mà ta tưởng là liền tù tì một mạch lại bao hàm nhiều chu kỳ. Vì sao phải biết những kiến thức này, để chúng ta hiểu đúng thế nào là một giấc ngủ chất lượng, thế nào là một giấc ngủ chất lượng, một giấc ngủ chất lượng là một giấc ngủ phải đảm bảo hai tiêu chí. Một chu kỳ giấc ngủ phải trọn vẹn nghĩa là ta phải thức dậy khi giai đoạn REM kết thúc chứ không nên thức dậy khi còn đang ở non rầm. Hai, phải đủ 4, 6 chu kỳ giấc ngủ trong một đêm. Tất nhiên con số này tùy thuộc vào cơ địa mỗi người, tùy thuộc vào tuổi tác, chẳng hạn trẻ em cần ngủ nhiều, người già thường ngủ ít. Tuy nhiên, theo đề xuất của National Sleep Foundation, Người lớn chúng ta nên ngủ từ 7 tháng 9 tiếng mỗi đêm, tương ứng với 4, 6 chu kỳ giấc ngủ, làm sao để ngủ ít mà không mệt. Giờ là lúc phải giải quyết câu hỏi hóc búa ở đầu bài, làm sao ngủ ít mà không mệt. Một khi ngủ ít, chúng ta chắc chắn không thể đáp ứng được tiêu chí thứ hai nói trên, nhưng để hạn chế bị mệt buộc phải đảm bảo được tiêu chí thứ một bằng cách nào bằng cách chọn thời lượng ngủ là bội số của 90 phút nghĩa là một giấc ngủ 1.5 tiếng, một chu kỳ, 3 tiếng, hai chu kỳ, 4.5 tiếng, ba chu kỳ hoặc 6 tiếng, bốn chu kỳ, ngoài ra có một số cách để tỉnh táo trong ngày mà không phải dùng đến cà phê, một tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời, hai uống đủ nước, ba thường xuyên vận động, đi qua đi lại. Bốn, rửa mặt bằng nước lạnh tuy nhiên, ngay cả khi có tham công tiếc việc cũng cần tránh tình trạng thức khuya dậy sớm thường xuyên về lâu dài, nó ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Còn số 90 phút cũng không phải là tiêu chuẩn áp dụng cho tất cả mọi người, có người thì ngủ 90 phút chu kỳ, nhưng có người cần nhiều hơn, có người cần ít hơn, đó là chưa kể một số còn bị khó ngủ. Phải chằn chọc một lúc mới vào được giai đoạn non rầm, thay vì tìm cách ngủ ít mà không mệt. Hãy tìm cách giải quyết nhanh chóng công việc trong ngày để nó không làm ảnh hưởng đến giờ giấc sinh hoạt cá nhân, chung quy lại, lời khuyên bền vững nhất vẫn là hãy ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi tối đồng thời nên cố định giờ thức dậy vào buổi sáng đó là điều tốt nhất mà ta có thể làm cho cái sự nghiệp chiếm một phần ba cuộc đời của mình sự nghiệp ngủ